Top 30 áo khoác da đua hàng cho dân phượt hàng hai hen nhật cao cấp thế giới áo da nam vô cùng phong phú, đầy mê hoặc. Mỗi quý ông sẽ có lựa chọn áo khoác da thật riêng cho mình. Nhưng trong giới phượt thủ đầy cá tính, chiếc áo da là lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Chiếc áo da này đã trở thành đồng hành không thể thiếu của các quý ông thời nay. Bài viết dưới đây, shop Nhật Việt tổng hợp top 30 áo khoác da đua hàng cho dân phượt hàng hai hen nhật cao cấp 2022 mà bạn không nên bỏ qua. Hãy cùng tìm hiểu nhé, đôi nét về lịch sử áo khoác da và người phượt thủ áo khoác da thật cho dân đi xe đã xuất hiện từ rất lâu, từ cái thời các tay chơi Harley Davidson còn rong ruổi trên những cung đường liên bang trên toàn nước Mỹ. Hình ảnh những tay đua Harley Davidson cùng chiếc áo da ca tính bụi bặm hồi bấy giờ đã gây ấn tượng như một giấc mơ Mỹ, lối sống kiểu Mỹ phóng khoáng và ngang tàng. Đặc biệt sau thành công của bộ phim The Wild One với hình ảnh bad boy đầy lãng tử của Marlon Brando. Chiếc áo khoác da biker cùng xe mô tô đã trở thành hình tượng thể hiện sự mạnh mẽ mà bất cứ một thanh thiếu niên Mỹ nào hồi bấy giờ đều mong muốn trở thành. Nhiều năm sau đó, phong cách ăn mặc chất lừ này vẫn còn được toàn thế giới biker ưa thích và săn đón. Thậm chí nó còn lan sang cả các nước châu Âu, mà cụ thể là Anh quốc với phong trào cafe racer bắt đầu làm mưa làm gió những năm 40 của thế kỷ trước. Lịch sử của áo da gắn với những người đi mô tô là như vậy những kẻ theo đuổi những cung đường đường đã phải lòng chiếc áo khoác ra ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nó xuất hiện trên màn ảnh những chiếc áo da hồi đó được thiết kế rất dày để bảo vệ người lái phong cách này được cải tiến qua nhiều phiên bản và dần trở thành một xu hướng thời trang được các tín đồ dòng xe hai bánh biến hóa để phù hợp hơn với phong cách ăn mặc hàng ngày bạn sẽ trông thật cun cool ngầu nếu khoác lên mình chiếc áo da khi đi phượt lớp da bên ngoài còn giúp chống thấm bởi nước mưa phần da dày sẽ giữ ấm tránh gió cho bạn không chỉ có vẻ ngoài sang trọng, hầm hố và ngầu áo khoác phượt bằng da còn là hữu dụng trong chuyến đi, áo khoác da tránh bám bẩn hiệu quả và dễ giặt. Đây là ưu điểm đáng nói vì dân phượt dễ tiếp xúc với bụi bẩn, nước bùn hay nước mưa nên rất đề cao điểm này, top 30 áo khoác da đua hàng cho dân phượt hàng hai hen Nhật cao cấp. Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ order, mua hộ hàng Nhật uy tín, giá rẻ. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng với giá tốt nhất, nhận nhiều ưu đãi khi đặt hàng ngay trong hôm nay bên cạnh dịch vụ order hàng mercari nhật thì hiện nay shop nhật việt chúng tôi đã hợp tác với các đơn vị vận chuyển quốc tế khác để hỗ trợ khách hàng vận chuyển mua hộ từ khắp nơi trên thế giới đặc biệt như mua hộ hàng trên rakuten mua hộ hàng trên yahoo auction mua hộ hàng amazon jp chúng tôi luôn cam kết sẽ đem đến sự phục vụ tốt nhất để làm hài lòng mọi khách hàng